lúc mà chúng ta vào điệp khúc, rồi lúc mà chúng ta hát cao trào á, hát cảm xúc á, tập rồi chúng ta quạt thì nó hát rất là sướng. Đúng rồi, xuống mạnh nè, đều dây, đều dây, xuống xuống lên đập chát chát chát, thì cái chát đồng đá nhẹ 3 giây lên nè, bùng là mình đá nhẹ 3 giây trên, 3 giây bass, chát là đá nhẹ 3 giây chép, xuống xuống lên đập chát chát chát. Em ơi nhìn gió lên khơi, lòng có trong vời một người xa cuối trời. Bấm đăng ký theo dõi kênh Lưu Về Máy, từ từ mình tập. Đừng quên những chương trình ưu đãi của Guitar 5 Phút nha. Combo 199 bao gồm 6 món, 2 bộ dây, chính hãng acoustic cabo, giáo trình điệp hát có những thế tay hợp âm đây để chúng ta tập đàn cùng với chương trình Guitar 5 Phút, tặng kèm tay quay để tháo chốt và quay khóa nè, hợp bích và hai cái bích nữa. Combo 6 món chỉ có 199.000, miễn phí vận chuyển tận nơi. Đừng quên chị các bạn nhanh tay đặt hàng và số lượng có hàng ạ. Qua một rừng hoang, gió núi theo sang, dẫu bụi đời trên vai, hai cây hoa dài lẻ loi bên đường, gọi hoa chinh nữ, hoa chinh nữ không bằng mà bằng nàng hồng kiêu sa, hoa đâu dám khoe màu cùng nàng cũng vạn đời. Hoa không bán hương thơm như nàng dạ lý trong vườn, nhưng hoa trinh nữ đẹp. Kẹp cabo ngang ba, sau đó chúng ta chuyển theo những hợp âm để cho nó quen những hợp âm cơ bản. Ví dụ, qua mùa rừng hoa, gió núi theo sang. Để chuyển hợp âm tay trái quen rồi, chúng ta mới ráp công thức vào. Bấm đăng ký theo dõi kênh, bấm chia sẻ về cùng tập đàn với Guitar 5 Phút hiệu quả mỗi ngày. Volume ở đây luôn, chúng ta chỉnh volume lớn lên. Cấp này có tặng cho chúng ta mấy miếng để chúng ta dán dự phòng luôn. Tháo cái miếng này ra, cũng dán vào dây số 2 và dây số 3 ở đây. Đầu nhỏ này thì chúng ta gắn vào cấp. Có 6 ly thì chúng ta gắm vào âm ly hay là bất kỳ loa kẹo kéo nào cũng được. Chúng ta không chơi nữa, chúng ta chỉ cần rút dây ra. Rồi khi nào chúng ta chơi, chúng ta gắm dây vào luôn, kết nối với âm ly là xong. Với bộ pickup AD35 chỉ với 300.000, đang được ưu đãi miễn phí vận chuyển toàn quốc. Anh chị bạn đặt ngay tại lấy ra, chúng ta chạy cua bò ha. Sau đó chúng ta vô cái bài hát mình yêu thích luôn, bằng cách là chuyển hợp âm bên tay trái trước. Tay trái trước nha, chứ không phải tay phải. Tay phải chúng ta chỉ cần rẽ nhẹ xuống nè. Ví dụ em ơi có bao là âm son trưởng si nè, 60 năm cuộc đời chúng ta để xuống rê, 20 năm đầu si đồ trưởng sung sướng không bao lâu, 20 năm sau sầu thương cao vời vời, 20 năm cuối là bao. Bất kỳ bài hát nào cũng vậy, chúng ta phải tập chuyển hợp âm tay trái của bài hát đó dễ trước, theo nhịp là từ từ chúng ta sẽ chơi được thôi. Nhớ bấm đăng ký theo dõi kênh để xem những bài guitar tiếp theo. Thường là bên Khánh sẽ kiểm tra thật là kỹ lưỡng trước khi giao đến tay khách hàng, nên là cái chất lượng là bắt buộc bên Khánh phải test thật là kỹ. Sổ hướng dẫn sử dụng chính hãng Sweep Audio và chúng ta có thể gặp cái này rất là dễ luôn. Ở đây chúng ta có cái cổng sạc nè, để mở lên thì chúng ta chỉ cần ấn và giữ, mở lên cái là hai bên đã kết nối luôn nha, rất là dễ, rất là thuận tiện luôn. Hình cây đàn thì chúng ta gắm vào đàn và hình của loa thì chúng ta gắm vào loa. Một cái thì mình gắm vào âm ly nè, còn một cái thì mình gắm vào đàn nha. Dù đây là cái quy rất là thường thôi nhưng mà tiếng ra rất là sạch. Thì Khánh sẽ để cái điện thoại quay ở đây và Khánh sẽ ra xa khoảng 6 mét.
nhập thoải mái, gọn nhẹ, pin dùng rất lâu, chính hãng, chất lượng và rất là nhiều anh em nhà công yêu thích. Ưu đãi, giao toàn quốc, nhấp liên hệ số ở đây ạ. Bộ thịt có tùy chỉnh không cần luôn, bấm rất là êm tai mà ai tập cũng được luôn. Và tiếng của nó thì rất là ấm vang. Đường xưa em đi, vặn lên mái tóc thề, hồn giận tay thề. Anh làm thơ vô quê, khách qua đường lắng nghe, chuyện tình ta đã đi. Tặng kèm một cái giáo trình nha chị.